Chào tất cả các bạn đến với kênh Chiến Quan Săn Bắt. Chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ, làm ăn được nhiều may mắn các bạn. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua các bạn. Mình cảm ơn các bạn. Bây giờ mình đi cuốn bẫy, cuốn cái luồng này, cái luồng hình mất, bị mất bẫy nữa bạn. Cái dãy, nguyên cái dãy bờ đó, từ cái góc đó là có bẫy đó. Bây giờ lúc vô trong kia luôn, là nguyên một luồng đó là mình mất mấy cái. Còn ở bên kia còn đó mấy cái. Lát mình mấy cái đó không biết mình có qua thăm không biết nữa. Mình đó mắc lội qua cái con mương. Mình cuốn bên đây rồi mấy cái kia chắc mình để lại. Để lại ơi, mình thăm cái giặt bẫy bên đó rồi mình thăm luôn giặt bẫy bên đó. Bên đó mình chặt không gài, mình nói thăm có những hai chiến rồi. Chiến hai chiến gì đó. Cứt không thấy đái. Không thấy cứt là không mê. Còn chuột. Mình ngưng lại. Cắn thì gắt bao hết trơn. Rồi, cái tiếp theo bạn ơi. Tới cái góc đó, làm tới cái góc mình mất bẫy rồi đó bạn, bờ đó đó, trời mù lên trên đó đó. Trời ơi, nhỏ nữa đi, bự cũng đỡ, nhỏ bạn ơi. Bữa nay bắt gì xào xả ớt. Mình có một cái nữa bạn ơi. Không dính, không thấy. Ê, dính, trời. Dính. Dính con hành. Con hành này, được con hành này. Cái con hành ơi. Đó, hành ba. Rồi, để đây bạn ơi, lát mình bắt ra sao. Vì là có hậu hành ha. Trời chuột chết. Đây con cái nữa bạn. Dài bên đó. Ngon quá, mới khó không biết. Bịt bù lắm. Trời ơi, con gì lôi lúc ở trong kia. Trộm cái gì trời. Lâu rất trong này. Nó chảnh chứ mà còn chuột hơn. Đây con cái nữa bạn.
không biết nữa. Ủa đâu ta? Nó được đây mà. Cái gì? Cái gì? Trời trời. Rồi, mất nữa rồi bạn ơi. Quá tài. Ngưng bạn ơi. Không phải mất các bạn ơi, nó nằm ở trong này nè. Ở đây mình kiếm mé vì cỏ. Trời mưa này nó xẹp xuống á. Trời ơi chết ngắt. Ủa? Ủa? Sao mà? Rồi con đại ca vô. Nó xử cái con gì rồi? Con đại ca vô. Nó xử con. Trời trời con đại ca này quá rồi. Quá mất rồi. Trời trời trời. Nó xử con hấu ngựa hay con. Xử con hấu ngựa. Ừ. Quá tài con đại ca này rồi. Quá rồi mấy bạn ơi. Vô rồi, vô kẹo rồi. Nè, bích hết trơn luôn rồi nè mấy bạn. Bích lọp luôn đó. Đó, ghê chưa. Con này là dữ rồi, ký máy rồi. Ký máy rồi. Thôi, ngưng mấy bạn ơi. Ngưng ngưng cái này, thăm cái kia. Cuốn cái kia cái nữa. Còn cái này nè, cái này cũng dính mấy con ngựa với con đất thì cái này sao đây, rồi cái này phọc rồi không thấy gì hết. Cái trời không chuột đâu, sao mà láo lứt mà không chuột mất tiêu là sao. À, không có dấu chết. Cái gì? Trời ơi trời. Ủa không? Này gắn gắn nó vô rồi nó kìa. Gắn nhỏ nó vô rồi nó ra gì bạn. Mà sao không thấy cứt. Rồi, ngừng bạn ơi. Mình lát mình bắt mấy con kia ra. Rồi mình lội đi qua đây rồi mình thăm mấy cái này bạn ơi. Tính không qua thôi. Thấy dính có con đó rồi. Gán lội coi có dính con nào nữa không. Đâu không biết nữa. Không biết bắt đâu nữa. Đằng này mình đi kiếm đằng kia. Tức gì không? Không, không rồi. Mình thấy rồi. Tùy ta. Yêu khu nguy hiểm rồi nè. Mình sẽ kỳ ta. Đằng cái này rồi. Cái này là hết 4 cái trong cái khu này. 2 cái kia nãy thăm chết chuột rồi không. Mình thấy mình bỏ luôn. Còn chuột cái gì cả. Còn
chuột bạn ơi. Mình ngưng bạn ơi, ngưng lát bạn thăm bên kia, khu bên kia nè bạn. Không gắn, không gắn lớn nè. Đó, thì bữa nay được mười mấy cái ở đây cũng được 3 con rồi bạn. Mày nhỏ mày hung dữ, quỷ. Đó, con này ký mấy nữa bạn. Rồi để mình bắt nó ra bạn ơi. Rồi, bắt ra bạn ơi. Con lành cành đào. Hàng này hàng khủng rồi nha các bạn. Ngon lắm đó các bạn. Cái mày.
Thì mấy con rắn nhỏ bữa hổm mình bắt mình tính về xài tính làm thuốc rồi giờ không ấy rồi mình đem đi thả bạn ơi. Giờ thả mấy con rắn này. Thôi mình ngưng đi. Anh ngưng để mà lát nữa mình thăm mấy cái kia nữa. Để quay mất thời gian. Đây cái nữa mấy bạn ơi. Cái mà không biết là chỗ đậu khúc nào nữa, mưa nó mất cái dấu vết hết trơn. Ta hút rồi quá, quay lại kiếm rồi, hút rồi. Trong này im cái coi. Ê nặng nghe, nặng nghe ý, trời ơi trời, thật ngựa à, mẹ nó con ngựa có dạng cháy luôn, trời trời dữ dạng kìa. Giang dữ vậy, tính đâu đại ca chứ, ngủ vô khu này mà sao con em ngựa này ta vàng quá tay luôn, không chỗ bắt nữa nè, không có chỗ bắt rồi làm sao đây. Hy vọng như thế này làm một em đại ca nữa, này là bây giờ mình mới dời qua đây nữa bạn, mới thêm mấy cái nữa. Hình như bạn ơi, nhưng nó bắt ra rồi, mình bắt ra bạn ơi, ngon lành. Các bạn ngon không? Mình ngưng lại rồi, thay con cái nữa bạn ơi, cái này không êm, cái này dính không dính thì cũng dời đâu rồi. Để anh đặt bây giờ nhìn lại thì thấy nó không êm. Nó tắt
Ủa? Đây. Này kiếm được kia. Chuột. Dời nữa bạn ơi. Một cái nữa bạn. Này cái lỗ nó hổng ở dưới này nè, sâu quấy dưới này nè. Khó chết, khó thăm, đặt chung được. Có gì không? Thấy gì chừng. Đây có con chuột, chào chào chết được, ngon. Hy vọng cái này dữ lắm mà. Ý trời. Cái này hy vọng quá mà. Hóc quá. Còn cái này nữa ngon lắm. Cái bờ này nè. Bên đó đó. Bờ bên đó cái đó thì nó không ngon bị gì. Nó trong bờ giữa. Cái đó là lát. Nếu dính thì mình quay. Không dính chắc mình không quay luôn. Bị gì mình lát nữa mình đi. Đi đặt thêm, đi vô đánh vòng vô đó ra rồi lại mình đó mình thăm luôn. Mình không có xách vỏ theo, mình để xách bẫy thôi. Xách dài vô trong cái khu trong đó đó. Mình trong đó đó. Này mình đặt thêm, mình cuốn bên kia, mình dời qua đây nữa bạn. Cái này là con gắn cục đuôi nó ở đây nè, khu này nè. Mình gắn, mình neo cái con này nè. Trên gừng lại đằng kia mình thăm bài. Đây cái này bạn ơi. Có gì không thấy gì. Trời ơi, còn chuột. Trời trời, bao ngon vậy đó. Nó ở đâu ta? Trời trời. Tức à. Đâu mà chưa chạy. Rồi mình kết thúc clip đây quá bạn. Nếu có thì mình quay cái bên đó có thì mình quay tiếp. Mà không có thì mình kết thúc đây. Như vậy đường đó cũng khó đi. Lát nữa không biết mình có quay được không. Rồi hẹn bạn clip sau bạn.